Chào bạn nha. Nay để anh quay chiếc xe cuốc với chiếc xe mà trả đất này các bạn. Giờ chiếc xe trả đất nó bị hư xích rồi bạn ơi. Giờ chiếc xe cuốc này nó sửa nó dở chiếc xe trả đất này lên là gắn xích vô nha các bạn. Nó dùng gào câu dây xích chở cái chiếc xe ben lên nha các bạn. Chiếc ben nó bị xúc xích rồi các bạn ơi, nó cái này để bánh nhựa nha các bạn. Anh ông chạy máy xe ben đó các bạn, tới hai chiếc lần mà bên đó nằm bên đó một chiếc rồi mà là sớm nhau là sửa chiếc này các bạn. Giờ nó hư mấy con lăng đó luôn các bạn. Giờ hai ông anh này cũng đang sửa các bạn ơi. Đây chiếc xe tốt nè các bạn. Chiếc này chiếc nhỏ mà chiếc này không ba các bạn. Giờ anh em ta đang làm rồi các bạn. Cửa sàn hai bậc đạn rồi, sàn cẩu vô các bạn ơi. Giờ ta cẩu cái máy nó lên, giờ ta đưa bánh xích vô các bạn. Dở hỏng cái cẩu, hỏng cái bánh, cái chiếc máy lên cái đầu là đưa cái xích vô rồi. Làm nghề máy nếu mà có máy có hư là anh em cực khổ luôn nha các bạn. Đó, đưa bánh xích vô các bạn ơi. Nó lọc vào rồi đó các bạn. Chiếc này chiếc không qua nha các bạn.
chiếc xe cuốc chứ không ba bạn ơi, nó cũng nhỏ, nó không có bự bạn. Chiếc này trời nắng mà hai cái ông thợ này ông sửa thấy cực khổ hơn các bạn. Vỏ cho nó hỏng lên nó dễ dặn bạn ơi. Hai ông anh này là tài xế xe chở đất luôn các bạn. Thư là hai ông hai anh sửa luôn. Đó các bạn, cái anh mặc đó là anh tài xế xe cuốc đó các bạn. Giờ anh xuống anh sửa phụ hai ông tài xế xe cải tiến luôn các bạn. Ba anh thợ, một anh tài xế xe cuốc, rồi hai anh tài xế xe ben đầu thay ba lăng mà thay mặt đạn của bánh xích luôn rồi. Giờ mấy ông thợ sửa rồi đó các bạn, giờ lui xe lại muốn cắt đổ lên xe hay gì các bạn. Này được hai xe các bạn, có hai xe chở đất các bạn ơi. Chắc này xe đó bạn. Đó xe bự đang sẵn lui lại bạn ơi. Ủa, anh tài xế lái dữ ha. Xe này bự hơn xe nãy các bạn. Xe chở đất này là bự hơn xe nãy. Anh tài xế xe cuốc là ánh mặt nó nghe các bạn. Đi thục thịt thục thịt kìa. Đó
Nhìn anh cái tướng anh ngồi trên xe cuốc là thấy hiền hậu không? Giống sumo luôn các bạn. Thấy tướng anh dữ dằn không ạ? Tướng anh là ngồi lên xe cuốc rồi xe cuốc chạy không hết nổi luôn ạ. Hoặc sợ không? Rồi chạy xe luôn các bạn. Đó, rồi chiếc xe nhỏ chạy ra các bạn ơi. Rồi xe bự đút vô luôn các bạn. Đó. Đó, cái anh tài xế đó anh chạy ghê lắm nha. Đó. Anh tài xế xe bự các bạn, anh chạy ghê lắm. Nhìn thấy anh tài xế xe mập cũng mập kia không?
chạy về rồi đó anh đổ con đó bà ơi. Anh tài xế này chạy ghê lắm mà. Đó, đó. Giờ chiếc xe cút nó nhảy múc rồi chạy lên đây các bạn. Chạy đây bạn ban mấy cái đường xe ben chạy lên xuống nè. Bây giờ mình tạm biệt các bạn nha. Nếu có dịp nào mình gặp xe cuốc múc thì hay mình qua với các bạn xem nha.